2 năm đám cưới Trấn Thành Hari Won nhìn lại những con số giật mình. Chưa có đám cưới nào mà đến tận lúc họ cưới nhau, dân tình vẫn nghi hoặc, không biết cưới thật hay tạo scandal. Và giờ đã là 2 năm, họ chứng minh tình cảm vợ chồng thật sự. Đám cưới duy nhất từng lúc diễn ra vẫn khiến khán giả hoang mang, không biết thật hay giả. 2 năm trước, ngày 25 tháng 12, 2016 diễn ra đám cưới của cặp đôi đình đám showbiz Trấn Thành và Hari Won. Nhưng chưa có đám cưới nào mà tới tận lúc họ cưới nhau, khán giả vẫn hoài nghi không biết là sự thật hay chỉ là chiêu trò scandal như đám cưới này. Người ta từng cho rằng đó chỉ là một kịch bản, chính nhân vật chính cũng hiểu điều đó. Những nghi hoặc ấy thậm chí được Trấn Thành đưa vào đoạn clip chế phát trong lễ cưới. Hari Won và Trấn Thành từng là cặp đôi bị ghét nhất showbiz bởi những thị phi xung quanh tình yêu của mình, từng hứng chịu biết bao lời đàm tiếu vì công khai yêu nhau ngay sau khi mối qua tình 9 năm của nữ ca sĩ kết thúc. Người ta đồn cả hai chỉ tạo scandal cho một bộ phim, người ta chỉ trích nữ ca sĩ bạc tình, giới tính của chàng nam danh hài cũng được đem ra bàn tán. Nhưng cuối cùng Trấn Thành vẫn quyết định ở bên Hari, mang đến hạnh phúc cho cô. Những con số gây choáng váng. Và rồi họ cưới thật, có lẽ vì càng khó khăn đến với nhau như vậy, nên đám cưới của họ khiến nhiều người không thể quên nổi. Một đám cưới cổ tích ngôn tình, xúc động nhưng cũng gây choáng váng vì những con số khủng. Gần 2 tỷ đồng tổng chi phí tiệc cưới. 800 đô cho 2 chiếc váy cưới. 30.000 viên pha lê. 30.000 bông hồng trắng. 1.440 cây nến. Bàn tiệc phong cách quý tộc Anh. 4 tháng để lên ý tưởng và thực hiện. Hơn 400 khách mời. Những điều gây xúc động mạnh, Trấn Thành thậm chí đã có lúc uất ức muốn tự tử vì bị thiêu dệt những câu chuyện về mình khiến anh bị tổn thương. Anh cũng từng xin lỗi Hari Won vì yêu anh, nhưng tận mắt chứng kiến những khoảnh khắc xúc động trong ngày trọng đại của nam danh hài, sinh năm 1987 và bà xã người Hàn gốc Việt, người ta mới cảm nhận được rằng hôn nhân chẳng phải chuyện để đùa và họ đã có những giây phút chân tình đến thế nào. Hai đứa yêu nhau với một thời điểm hơi nhạy cảm, không hợp lý để người ta tin hai đứa yêu nhau thật. Trong giờ phút thiêng liêng, Trấn Thành nắm chặt tay bà xã Hari Won mà rơi nước mắt. Khi nhìn lại clip hành trình yêu đầy dông bão, có thể nói trong tất cả những ngày vừa qua, ai cũng nghĩ rằng đây là một câu chuyện đùa. Thực sự ngay bây giờ đứng trên sân khấu này cũng không nghĩ là mình đã giả từ cuộc đời độc thân rồi đấy. Sau khi ngọt ngào hát tặng vợ, anh còn nhắn nhủ những lời đầy xúc động đến Hari Won. Như một câu chuyện cổ tích rất nhiệm màu, Thành đã gặp được Hari, một lần nữa xin được cảm ơn Hari. Vì Hari đã đồng ý cùng Trấn Thành mua một chiếc vé xe để cùng nhau đi hết quãng đời còn lại của mình. Cảm ơn em rất nhiều. Một điều xúc động khác là trong đám cưới của Hari Won, bố cô hiếm hoi xuất hiện. Tuy nhiên, ông đã phải bất ngờ rời tiệc cưới vì sức khỏe chuyển biến xấu và không thể ngồi tiếp khách cùng vợ. Bố của cô phải chạy thận và đã cố gắng chịu đau trong ngày vui của con gái. Sau 2 năm cuộc sống của họ ra sao, Hari Won Trấn Thành giờ đã là cặp vợ chồng son. Từ ngày lấy nhau, nữ ca sĩ Hàn gốc Việt ngày càng xinh đẹp trẻ trung, thăng hạng nhan sắc hơn nhiều. Cặp đôi cũng đập tan những nghi hoặc lấy nhau theo kịch bản khi xưa để chứng minh tình yêu thật sự theo cách riêng của bản thân. Chẳng phải bằng những ngôn tình mà chỉ với cách trêu chọc thoải mái cũng đủ thấy họ được sống là chính mình khi bên nhau và tận hưởng cuộc sống một cách vui vẻ. Như Trấn Thành tâm sự trong một chương trình mới đây rằng anh không hề áp lực khi bước vào cuộc sống hôn nhân với Hari Won. Không chỉ song hành trong cuộc sống, cặp đôi còn cùng nhau xuất hiện trong nhiều chương trình truyền hình. Hari Won còn tích cực lấn sang nghề MC, vốn quen thuộc với ông xã. Chứng kiến vợ tôi bị co giật 2 lần, tôi rất thương và lo cho sức khỏe của vợ. Sau 2 năm, cặp đôi vẫn chưa có đứa con đầu lòng. Hari Won từng bị ung thư cổ tử cung, đã phẫu thuật và đang chờ để kiểm tra lại sức khỏe. Trấn Thành từng gây xúc động khi tâm sự rất lo lắng nếu bà xã mang thai khi chứng kiến cô lên cơn co giật. Anh cũng không đặt nặng vấn đề bà xã phải sinh con và vui vẻ chấp nhận việc sinh con nuôi nếu một trong hai người không thể có con. Nam danh hài cũng mong muốn tận hưởng thanh xuân cùng vợ lâu hơn một chút. Tôi muốn sinh con muộn vài năm nữa để hai vợ chồng có thể tận hưởng thời gian thanh xuân cùng nhau. Cuộc sống chẳng ai biết trước được điều gì, nhưng chí ít Trấn Thành đã làm được điều mà anh nói trong clip đám cưới. Giờ này 2 năm trước, anh không biết là tụi mình có thể yêu nhau được đến bao lâu, nhưng anh nghĩ rằng mỗi khi mình khó khăn nhất, mình cảm thấy gần buông tay nhau nhất, thì lúc đó hãy nghĩ lại khoảnh khắc hạnh phúc và đáng yêu nhất của buổi tối ngày hôm nay với sự chứng kiến của những người thân yêu nhất của mình, để chúng ta có thể nhường nhịn nhau, vị tha cho nhau, để có thể cùng nhau đi hết quãng đời còn lại của mình. Và không cần biết mọi người nghĩ em ra sao, chỉ cần biết anh yêu em rất nhiều, anh không biết có thể làm gì được cho em. Nhưng mà giờ đây là điều anh muốn kể từ ngày hôm nay, Hari Won sẽ là một người vợ hạnh phúc nhất. Ngược đời như chị em Nam Anh, Nam Em, ô tô gặp tai nạn vẫn tươi cười hớn hở vì lý do này. Trên trang cá nhân, chị em Nam Em đăng tải đoạn clip va chạm với xe bus khi đang tham gia giao thông khiến không ít người hâm mộ lo lắng. Mới đây, trên trang cá nhân, chị gái của Nam Em bất ngờ chia sẻ một đoạn clip ghi lại cảnh ô tô tiền tỷ của hai chị em va chạm với xe bus khi đang tham gia giao thông. Hậu quả, chiếc gương xe của Nam Anh và Nam Em bị vỡ nát. Khi mình quá chán và sự kiện sáng nay quá nản, chiếc xe bus màu xanh dương trắng đã gây tai nạn rồi bỏ chạy. Cuối năm rồi mọi người ra đường cẩn thận ạ. Chị gái của Hoa Khôi đồng bằng sông Cửu Long viết. Nam Em và Nam Anh cười hớn hở vì chiếc gương xe vỡ nát nhưng vẫn còn hoạt động. Kèm theo chia sẻ của Nam Anh là một đoạn clip được chính tay Nam Em quay lại. Theo đoạn clip, sau khi xe xảy ra va chạm, hai chị em vẫn khá bình tĩnh, cố gắng điều khiển để xem chiếc gương xe của mình còn hoạt động hay không. Hai chị em bất ngờ cười hớn hở khi bắt được vàng, khi chiếc gương vẫn di chuyển và chỉ bị vỡ phụ kiện bên ngoài. Điều khiển nó coi còn sử dụng được không? Nam Em hỏi chị, đáp lại Nam Anh sung sướng nói, ê vậy là còn xài được, phải chỉ về phía chiếc gương vỡ nát. Còn xài được, chỉ có phụ tùng bên ngoài hư thôi, sửa sơ gắn lại chắc là xài được đó, Nam Em nói thêm. Nam Em hiến kế. Đoạn clip của chị em Nam Anh nhanh chóng nhận được rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Không ít người tỏ ra bất ngờ khó hiểu vì độ lầy của hai chị em Nam Em. Dù gặp sự cố ảnh hưởng ít nhiều đến tâm lý và tài chính, nhưng vẫn cứ vui cười hớn hở. Bên cạnh đó, nhiều người cũng để lại bình luận, khuyên hai chị em mỹ nhân người Tiền Giang nên cẩn thận hơn khi tham gia giao thông. Nam Em và Nam Anh là cặp chị em sinh đôi khá nổi tiếng trong showbiz Việt. Kỷ niệm 2 năm kết hôn, Trấn Thành nhắn nhủ Hari Won điều ngọt ngào gì? Nhân dịp kỷ niệm 2 năm ngày cưới, Trấn Thành đã có những gửi gắm vô cùng tình cảm đến bà xã Hari Won. Mới đây, trên fanpage của Trấn Thành, nam danh hài bất ngờ gửi lời nhắn nhủ đầy yêu thương, tình cảm đến bà xã Hari Won nhân kỷ niệm 2 năm ngày cưới, anh viết: Happy 2-year anniversary, love you bà xã, thanks for coming. Tạm dịch, chúc mừng kỷ niệm 2 năm ngày cưới, yêu bà xã, cảm ơn em đã đến bên anh. Kèm theo đó là hình ảnh Trấn Thành và vợ yêu cùng diện đồ đôi, tay trong tay hạnh phúc trong suốt 2 năm về sống với nhau. Có thể thấy sau tất cả những sóng gió, cuối cùng Trấn Thành và Hari Won đang tận hưởng những tháng ngày hạnh phúc trong cuộc sống hôn nhân. Trong showbiz Việt, Hari Won và Trấn Thành là cặp đôi có chuyện tình sóng gió nhất nhì. Kể từ khi công khai chuyện tình cảm, cả hai thường xuyên vướng phải những chỉ trích và soi mói từ phía dư luận. Thậm chí dù đã kết hôn, nhưng Hari Won Trấn Thành vẫn tiếp tục phải hứng chịu gạch đá của anti-fan. Trấn Thành và Hari Won khiến nhiều người vô cùng ganh tị khi gắn bó không rời trong cả cuộc sống lẫn công việc. Hiện người hâm mộ của cả hai vợ chồng đang trong ngóng cặp đôi có đứa con đầu lòng. Công Phượng nhận mức lương bao nhiêu một tháng, được đánh giá là một trong những cái tên phụ sóng lớn nhất làng bóng đá Việt Nam. Mức lương của tiền đạo Công Phượng cũng rất được chú ý. Kể từ khi thi đấu chuyên nghiệp, Công Phượng luôn được người hâm mộ dành nhiều sự quan tâm. Anh là một nhân tố quan trọng của đội tuyển Việt Nam, trong khi cũng đang nắm giữ chiếc băng đội trưởng tại câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Bởi vậy, mức thu nhập của cầu thủ này được dự đoán cũng khủng như độ phụ sóng của anh. Nhưng một người thân của Công Phượng lại cho rằng thực tế không như nhiều người tưởng tượng. Cụ thể, người cháu họ của Công Phượng trong một chương trình tương tác trên mạng xã hội đã tiết lộ mức lương tiền đạo này. Theo đó, người cháu họ lớn tuổi hơn chân sút sinh năm 1995 khá nhiều. Công Phượng gọi là chị này cho biết, mức lương của anh chỉ là 15 triệu đồng một tháng khi khoác áo đội tuyển bóng đá Phú Núi. Bên cạnh đó là những khoản tiền thưởng sau mỗi chiến thắng của toàn đội, thay vì mức lương cực khủng như những gì nhiều người dự đoán. Theo đó, người cháu họ của Công Phượng chia sẻ, tôi có nghe thông tin, nhiều người cho rằng Công Phượng kiếm rất nhiều tiền, thậm chí là hàng tỷ đồng một năm kể từ khi nổi tiếng, nhưng tôi có thấy cậu ấy có đồng nào đâu. Theo tôi được biết, mức lương của Công Phượng là 15 triệu đồng một tháng, chưa kể số tiền thưởng thêm sau mỗi trận thắng. Bên cạnh đó, những bản hợp đồng quảng cáo của cậu ấy cũng đều thông qua đội bóng chủ quản Hoàng Anh Gia Lai. Thu nhập ít nhưng Công Phượng vẫn cố gắng gửi tiền về cho bố mẹ hàng tháng. Cậu ấy cũng cố gắng tiết kiệm chi tiêu để lo cho tương lai, người thân của Công Phượng kết luận. Bạn gái Đặng Văn Lâm đã đến lúc soán ngôi hậu của Thủy Tiên. Xinh đẹp, thông minh và có những hành xử đúng mực trên mạng xã hội, Yến Xuân hứa hẹn sẽ là nàng quát được yêu mến nhất của bóng đá Việt Nam. Khi nhắc đến người yêu vợ các cầu thủ Việt Nam thì Thủy Tiên, bà xã Công Vinh chắc chắn là cái tên để lại nhiều ấn tượng và nổi tiếng nhất cho người hâm mộ. Có người yêu, kẻ không thích, nhưng Thủy Tiên được ví như ngôi sao may mắn của Lê Công Vinh trong suốt nhiều năm, bởi Thủy Tiên khôn khéo để chỉ bảo cho Công Vinh thêm nhiều khía cạnh khác trong việc ứng xử, ăn mặc, thậm chí giao tiếp với truyền thông. Thế nên không có gì ngạc nhiên khi nhiều ý kiến ví von Thủy Tiên giống như nàng quáp giữ ngôi hậu trong nhiều năm qua của bóng đá Việt Nam. Bây giờ Yến Xuân, bạn gái của Đặng Văn Lâm, đang trở thành một cái tên được rất đông người hâm mộ yêu mến. Yến Xuân khá giống Thủy Tiên là luôn giữ im lặng chuyện tình yêu với Đặng Văn Lâm trong gần một năm. Quá khứ, Công Vinh và Thủy Tiên cũng giữ bí mật trong thời gian dài. Mọi thứ chỉ công khai vào dịp Tết khi Công Vinh chuẩn bị đi nước ngoài. Người chủ động tiết lộ với báo chí chính là Công Vinh. Trong thời điểm tuyển Việt Nam đá AFF Cup 2018, Yến Xuân âm thầm cổ vũ hết mình cho bạn trai, thường xuyên bay từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội để tiếp lửa trên khán đài Sân Mỹ Đình. Phan Lâm rất yêu mến bạn gái nên đã giới thiệu với gia đình bên nội. Dẫu vậy, Yến Xuân vẫn không muốn công khai tình cảm trên mạng xã hội. Yến Xuân không thích sự ồn ào vì sợ sự nổi tiếng cũng như fan hâm mộ quan tâm sẽ làm ảnh hưởng đến tình cảm của hai người, cũng như mất đi sự riêng tư cần thiết. Ngoài ra, Yến Xuân là một cô gái rất nghị lực trong cuộc sống. Yến Xuân từng bị chê xấu xí vì béo ú, không thể có công việc làm cho ngoại hình xấu xí. Yến Xuân không tự ti, buông xuôi mà nỗ lực tập gym để thay đổi cuộc đời. Yến Xuân từng cô gái xin việc không được nhận, bây giờ có mức lương hơn 30 triệu đồng một tháng, giúp đỡ các cô gái khác tập gym để không phải mặc cảm về ngoại hình. Xét về nhan sắc, sự thông minh cũng như việc giữ gìn tình yêu, Yến Xuân rõ ràng có nhiều điểm tương đồng với Thủy Tiên ngày xưa. Tất nhiên Yến Xuân không thể so về độ nổi tiếng với Thủy Tiên, vì vợ Công Vinh từng là một trong những nữ ca sĩ rất đình đám trong quá khứ. Đến bây giờ, Thủy Tiên vẫn luôn có độ nóng nhất định với người hâm mộ. Không ngạc nhiên nếu trong tương lai, Yến Xuân trở thành một trong những nàng quáp nổi tiếng nhất bóng đá Việt Nam. Thời của Công Vinh bây giờ cũng sớm nhường chỗ cho các đàn em nổi tiếng, nên tỷ lệ thuận là Thủy Tiên cũng không còn là nàng quáp được yêu thương nhiều nhất nữa.